Duyên Thanh Hùng có đề nghị tôi là chia sẻ cái cơ hội đó ngày hôm nay. Tuy nhiên là nó cũng có một cái vấn đề mong các chị thông cảm, là vì mình cũng đang trong một cái giai đoạn rút lại cái hạ tầng, vì nó cũng phải ra một cái câu chuyện. Sau cái câu chuyện mà mình có từng bước như đầu tư đường con vũ trước, sau cái con vũ dựa theo con vũ bước tiếp theo như là hệ thống thông tin, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy rất là lớn. Thì theo cái tiến độ thì có lẽ là sau cái Tết 2021 này thì mọi việc nó bắt đầu một cái tổng thể, các cái hợp đồng liên quan đến đầu tư hạ tầng công nghiệp nó cũng đã bước vào giai đoạn nó rút. Cái thứ hai nữa là khi đó nó đã hình thành được cái cơ bản về một cái khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận, đủ điều kiện ở đây thực ra là đủ, là nó đủ rồi, theo quy chuẩn của nhà nước thì nó đủ. Tuy nhiên là đỡ cho một cái ông mà bước vào xây dựng nhà xưởng á thì là thực sự là nó chưa, mình còn năm cái phòng việc nữa thì tôi nghĩ rằng là mình sau khi có hết tất cả các cái hợp đồng đó thì có thể chia sẻ giá trị các chi tiết hơn. Nói xong quay lại là có biện đề thì nó sẽ thiết thực hơn, còn mình cứ chia sẻ mà nó chưa đến cái giai đoạn đó mà kỳ họp nào cũng nói thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hình ảnh của Hiên Lan. Nên rất mong các anh chị, còn riêng nếu như các anh chị nào muốn tìm hiểu về cái cơ hội thì tôi có thể chia sẻ tư cách là cá nhân mà rất là sẵn sàng. Thưa các anh chị, là rất là cảm ơn anh Hào, vì một thứ nhất là nếu như mà các anh chị có thấy những cái cơ hội nào đó mà anh Hào có thể giúp được thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp anh Hào. Thứ hai là sau khi mọi việc nó tương đối rõ nét hơn rồi thì câu lạc bộ xin mời anh Hào cũng có phần chia sẻ để em ta xem có cơ hội gì có thể hợp tác được để giúp. Cảm ơn anh Hào, xin mời thêm ý kiến của anh chị khác về cái việc mà làm sao để nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2021. Xin mời anh chị. Cảm ơn Hào đã có chia sẻ và góp ý cho các em. Thì thật sự Hào nói là những phần nào trước thì lần trước, còn những phần nào sau thì cũng vẫn ý tưởng đó và có thể tiến hành sau trong những cái nó có cái cơ hội và nó đi sát nó là thực tế hơn. Và hiện thời là bây giờ là cũng đang nghiên cứu để làm sao mà tiếp cận những cái gần nhất. Như hồi trước là em cũng có tự Hào cũng có chia sẻ thì em cũng có trao đổi với lại chỗ xin gửi kiến anh Hùng với lại chị nhờ Liên để chuẩn bị tất cả các cái đơn vị mà mình có liên quan đến khu nghiệp thì mình tập trung lại và nhờ anh Hùng xin thêm ý kiến cho anh Hào với lại chỗ mình thì cho phép tụi anh để có thể mình xuống dưới khu nghiệp để có thể mình chuẩn bị trước, mình tìm hiểu trước về các cái để chào đón các cái doanh nghiệp khác tham vào. Thì nếu mà được thì có thể là cho các doanh nghiệp đăng bản để mà chào đón thì nếu anh Hào cho phép thì bên công bộ sẽ chuẩn bị rồi đó. Liên quan đến ý kiến của Cường, không phải đâu, tại vì ở đây là kinh tế thị trường, kinh tế thị trường mình giới thiệu một cái cố gắng giới thiệu một cái đơn vị mà khi năng lực chưa đủ thì nó cũng chỉ là áp lực thôi, nhận lấy một cái tín hiệu không có gì là lạc quan. Tuy nhiên nếu mà giới thiệu một cái đơn vị đủ năng lực thì điều đó là chắc chắn là chủ đầu tư khi mình riêng với mình mà nhiều cái đối tác càng mạnh thì mình càng mạnh.
cho nên ở đây rất là sẵn sàng. Còn cái vấn đề mà mình giới thiệu thương hiệu hay quảng bá một số cái hình ảnh hoặc là vài những ngành nghề mà có thể để mình tiếp cận với số nhà đầu tư thứ cấp, thì vấn đề này như tôi nhớ là như anh Dương Công Minh có gợi ý với anh Dương Thanh Hùng rồi, cũng có đồng ý với vấn đề đó rồi. Nhưng vấn đề đó mình chưa bắt đầu thôi, nhưng mà có thể do năm 2020 vừa rồi tới như lúc nãy tôi nói, tình hình kinh tế cũng không có tạo một cái động lực, tạo một khí thế cho các doanh nghiệp. Nhưng thay vì họ táo bạo 10 thì họ lại vận động đến 4 năm, nó cũng là một cái lý do. Cái thứ hai là cái vấn đề đi lại của các cái doanh nghiệp nước ngoài nó cũng bị hạn chế, do đó cái việc tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng bị hạn chế. Thì hy vọng rằng là với một cái nền y học của thế giới trong năm 2021, mọi vấn đề sẽ thay đổi. Chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay để chờ đón cái cơ hội ngày mai. Và hiện nay thấy có một cái câu chuyện nói thì nó không biết mà nó có chạm từ gái với anh chị không, nhưng mà thực ra mình phải chuẩn bị anh em ngồi đây phải thay đổi ít nhất là về mặt con người, ít nhất là về mặt ngành nghề, ít nhất là mình phải suy nghĩ là mình muốn cái gì đối với khu công nghiệp, mình phải chuẩn bị. Chẳng hạn như vừa rồi cái hợp đồng tư vấn điện nó khá lớn, khi đưa ra thì tôi có đề nghị Dương Cường tìm hiểu các doanh nghiệp của họ Dương, mình chưa có đủ được cái số cái yêu cầu về mặt pháp luật đó, mình chưa đủ. Cho nên khi giới thiệu vậy thì nó rất khó, vì quan điểm của Yên Lam thì nó rất rõ ràng là họ Dương hay họ Nguyễn hay bất kỳ họ nào thì vào cũng phải đủ năng lực và cạnh tranh một cách công bằng. Cho nên mình cũng dựa trên nguyên tắc đó để mình chuẩn bị chính các em của mình. Ví dụ như giờ mình muốn phát triển nhà xưởng cho thuê hoặc là xây dựng nhà xưởng cho các cái đơn vị trong khu công nghiệp, ít nhất mình cũng phải có giấy phép, mình cũng phải có con người, mình cũng phải có sự vài cái chứng chỉ liên quan đến ngành nghề, để khi tiếp tục đối tác mình cũng phải có cái để họ thấy rằng họ yên tâm để giao cái đầu việc cho mình. Nên tôi thấy rằng là cơ hội là luôn luôn ở phía trước, tiền luôn luôn ở phía trước, là ai thông minh hơn là nó sẽ thuộc về người đó. Tôi xin cảm ơn anh Hào. Thưa các chị, thì em cũng mặt trận một số ý như này để góp ý vào cái việc mà năm sau chúng ta sẽ hoạt động có hiệu quả hơn, thì cũng trên tinh thần là sẽ làm lại những cái gì mà các anh cũng đã vạch đường thôi. Thứ nhất là để giúp chúng ta hiểu nhau hơn thì năm tới chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà làm cái profile cho câu lạc bộ mình. Thì cũng Liên cũng đã gửi cái thông tin này cho anh chị rồi, thì cũng nhờ anh chị là anh chị gửi giúp cho những thông tin của doanh nghiệp của anh chị để có thể đưa lên trên website hoặc đưa vào tài liệu nội bộ, thì từ đó các anh chị khác có thể hiểu được các anh chị làm cái gì, từ đó thì sẽ chia sẻ thêm cơ hội cho các anh chị. Nếu trường hợp mà các anh chị chưa làm được cái profile của doanh nghiệp mình thì cứ liên hệ với ban thư ký, thì anh em chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tư vấn để có thể anh chị làm profile đó. Cái điểm nhất, điểm thứ hai là sẽ lại tiếp tục triển khai chương trình giao lưu hàng tháng để mà anh chị có cơ hội gặp gỡ lẫn nhau, cũng như trình bày các cái dự án, ý tưởng hoặc là cơ hội kinh doanh để các anh chị khác có thể tham gia hỗ trợ. Ví dụ như người anh Hào cũng có đã để mở chúng ta cơ hội là khi mà anh đầy đủ các điều kiện thì anh sẽ trình bày cơ hội của anh ấy. Chúng ta tham gia với cách đấy là cơ hội kinh doanh, và chúng ta sẽ đấu thầu một cách là sản phẩm, nhưng cũng tất nhiên là có cái nhờ sự hỗ trợ của anh Nam, anh Hào. Nhưng mà chúng ta xác định được là làm được thì mới nhận, nhưng không làm được chính mình hại mình thôi. Và cứ hàng quý thì chúng ta sẽ tổ chức giao lưu nội bộ, kết hợp với giao lưu, dụ như chủ anh Quang Phú hoặc anh chị khác có các mối quan hệ các câu lạc bộ khác, thì chúng ta sẽ tiến hành giao lưu câu lạc bộ chúng ta với câu lạc bộ của bạn,
Đấy, thì tất nhiên nó sẽ theo các cái chủ đề để chúng ta rút được cơ hội từ cái đó. Cái điểm đấy là ba cái điểm chính mà em xin phép góp ý với hội nghị của mình để mình đưa vào đầu hôm sau. Xin nhờ anh chị khác thêm ý kiến. Tại sao bên các hộ doanh nghiệp hầu như của mình thành phố Hồ Chí Minh là cũng bao gồm gần 100 như vậy thì mình sẽ lấy gọi là FTG của mình đó là tập đoàn Sài Gòn Nhân Gia mình làm cái hạt nhân trọng tâm. Tại vì ví dụ như khi anh Cường đi nhận cái công trình bên Hào đi thì cái sức lực của anh Cường là ví dụ như cái vốn điều lệ của anh chỉ có 10 tỷ thôi, cái công trình anh Hào đưa ra tới 100 tỷ thì nó quá cái sức của anh Cường đi. Tại sao mình không lấy cái FDG của mình làm cái hạt nhân, ví dụ như những cái dự án sẽ đưa về FDG rồi sau đó mình phân ra những ngành nào đặt nào anh nào yếu thiếu kém thì mình có thể hỗ trợ. Bây giờ người ta nói một cây làm chẳng nên non, nhưng mà đây mình là cái 100 cây mình chụm lại thì làm sao mà mình không làm sức mạnh được, mình phải tổ hợp, mình phải tổng lực cái nguồn lực của mình dồn lại chứ. Bây giờ mình cứ kiểu như mình để mỗi anh cứ tự đánh chiến trường vậy thì rất là nhỏ lẻ, rất là không có sự đoàn kết. Em thấy là em ý kiến là như vậy. Có nghĩa là FDG sẽ nhận những cái dự án công trình mà sau đó anh nào ngành nào giống như là quản lý hóa sinh sau đó đưa ra anh thiếu thiếu kém thì mọi em hỗ trợ. Chứ ở tôi thiếu chỗ này nguồn lực tôi thiếu này, tôi thiếu tiền này, thiếu kinh tế này, anh em là hỗ trợ cái vấn đề nào mình sẽ hỗ trợ vấn đề đó. Mình mới mạnh được, nhờ như vậy cái doanh nghiệp mình mới phát triển ra được. Thì doanh nghiệp mình phát triển nó dân giàu nước mạnh, doanh nghiệp mình phát triển thì hội đồng mình nó sẽ phát triển. Ý kiến của em là như thế. Chứ bây giờ mình cứ chờ cứ sức lực của một doanh nghiệp để mà mình vươn lên rất là lâu, nhưng mà có anh em cùng chung tay kéo lên thì rất là nhanh. Em ý kiến của em là như vậy. Thật ra là tôi cũng được mấy may mắn cũng có cơ hội tiếp xúc với các anh người giàn trên này. Thế rồi cũng có may mắn là được tiếp xúc với cả anh Minh một số lần, và cũng thực ra có chủ động anh ngồi nói chuyện với tôi cũng khá dài. Mà mọi người một số nhân đã nhìn thấy ở cạnh với nhau này, thì anh cũng mở ra một số hướng trong đó nói về cái chuyện ngành hàng và loại. Thì tôi là thủ tiết ngành hàng nói như thế này, này một bài học thành công mà tôi nhìn thấy và tôi hôm nay chia nói với anh ở dưới thành phố Thủ Đức. Chúng ta đã nói với anh Hùng rồi, cam kết anh Hùng trước sau chúng ta vẫn cứ như thế này, dù có câu lạc bộ doanh nghiệp Thủ Đức ra và chúng ta vẫn cứ ngồi với nhau như thế này, tức là chúng ta không tách rời nhau, cam kết với Hùng thế. Và có gì cần chia sẻ chúng ta vẫn cứ chia sẻ, và ngay khi nói chuyện với Hùng thì tôi đã họp thường trực của câu lạc bộ doanh nghiệp để chúng tôi cũng bàn luôn là phải ngồi ở đây và phải tham gia cái gì đó. Chúng ta mạnh và chúng ta phải đoàn kết, họ dương chúng ta mạnh và đoàn kết, ở đây sẽ không ai dám cãi nhau chửi nhau cả, tôi đoán chắc chắn đó là đoàn kết. Và tính tập thể rất cao, chính vì vậy cho nên tôi nhìn cái bài học mà anh Tuấn anh chủ trì anh đã làm được. Bài học của năm nay thành công trong thời kỳ Covid này, nhưng doanh số của các anh giảm một của câu lạc bộ doanh nghiệp Thủ Đức thì đều anh làm cũng kiếm được một số tỷ, không dưới 5 tỷ đến 10 tỷ đến 10 tỷ, thế như vậy quá tốt. Và chính vì vậy doanh thu ấy với lợi nhuận ấy thì chúng ta đã đạt. Ở chỗ này tôi ví dụ để đây bài học này bật mí mà các anh cũng cho phép tôi nói ấy. Ví dụ anh cha chỉ cung cấp về thiết bị điện xanh, chỉ cung cấp thiết bị điện máy, còn anh Bằng là làm gì thì làm vẫn về lấy của anh cha, anh Cơm làm gì thì vẫn lấy của anh cha chứ không lấy ngoài. Chúng ta cái bánh chia nhau ra thì thôi thà là anh em mỗi người ăn ít thì một tí, lấy ngoài có thể làm được nhiều hơn nhưng vẫn chấp nhận lấy của anh cha. Hay là thuê xe chỗ nào được nhưng cứ tất cả phải thuê xe vận tải. Thế nhưng anh em trong nhà với nhau, đây cái này rất cảm ơn anh Tuấn đã chủ trì để đã có thành công, và anh em cũng đã rất đoàn kết làm này. Năm nay là năm ở dưới đó có thành công, có kết quả, nhìn thấy thật, báo cáo chính thật, chứ chúng ta không phải nói hão huyền. Đấy là tôi đã nhìn thấy và gặp anh em đấy. Nhưng cái thứ hai, chúng ta liên kết với nhau, kể cả tôi đi vào cuộc với anh, tôi ghép cái phần của tôi làm tôi yếu hơn bạn, thôi ghép vào đây, tôi đi làm việc bằng trời, tôi đi thực hiện mối tình manh các thứ, con hệ của mình chuyển về cho các anh cùng làm, chúng ta đoàn kết để cùng làm ăn, cái bánh chia ra cùng nhau chia sẻ, thà rằng như thế còn hơn rằng sẽ không có miếng nào.
Thế thì cái đoàn kết không phải chỉ có lúc nào uống rượu sạch, chỉ nói rượu thì có rất nhiều, bia rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta đoàn kết làm ăn đó là cái khó. Đây tôi nói cái ý đó là ý là thứ hai là cái tính tập thể cùng làm với nhau. Mà tiếp theo anh Phú nói là phải mang đàn anh già. Ngoài cái trần đàn anh tôi đã nói đùa với anh em, ngoài mấy ông SDG kia, ở ông Hào ông Sơn mấy ông kia, thì còn lại ở dàn dưới, thì nhìn chúng ta đây này, thì chúng ta thấy là nếu đè thẻ là chú thơm đánh lại thôi, nhưng chúng ta tập trung vào là chẳng hạn bắt làm tàn được. Những cái đội gọi là sàn sàn cùng hàng nữa là có chơi là thì đấy là vấn đề mà ý ta là đoàn kết đi và chia sẻ đi, giống bài học Thủ Đức đi, năm nay chắc chắn là các anh làm được và mỗi anh có lãi có lời, mỗi năm năm như năm nay khó khăn thế nhưng cá nhân cả cũng kiếm được một số cái chỉ tỷ 5-10 tỷ này chắc chắn, đấy là lợi nhuận, đấy là lợi chắc chắn. Thế thì đấy là con số mà tôi dám nói là xin phép anh tôi nói ra mà sự thật đấy. Thế thì do thằng tốt quá rồi. Thế đấy là ý thứ hai. Ý thứ ba, làm sao để cái cơ hội như Hào nói, thì bác Trung Minh chú nói là nhiều cơ hội lắm anh ơi, em nói là nhiều cơ hội lắm đấy, chỗ Hào với chỗ Sơn đang làm đấy như thế, nhưng mà bây giờ nó thế đấy và nó thế đấy, tức là tôi vẫn có thì là trao đổi nữa. Thế thì rất nhiều cơ hội chúng ta làm, nhưng chúng ta có làm được không? Chúng ta phải liên kết lại tạo năng lực, chúng ta ghép lại để chúng ta làm được. Nói như Phú nói ghép lại. Ý thứ ba là tạo ra một cái rung mạnh. Đây mấy ông toàn người tài thôi, anh Hào, anh Sơn, anh Vân, anh Hùng, anh Tuấn, anh toàn người tài thôi. Thì chúng ta ghép thành cái rung mạnh, phân mảng ra. Tôi nhìn thấy là chúng ta hiện nay chúng ta có mảng sản xuất, chúng ta có mảng kinh doanh, chúng ta có mảng đầu tư, đều có hết, chúng ta đều có hết, nhưng mà chúng ta ghép nó lại thôi. Chứ cá nhân đầu tư nhỏ lẻ thì chỉ đủ để chúng ta nuôi vợ nuôi con ra thôi, nhưng nếu làm lớn thì mới cổ phần vào còn làm, thì chúng ta cố gắng đoàn kết tin nhau đi. Họ sẽ không, tôi tin rằng không ai nói dối ai và cũng không ai lừa gạt ai và cũng không ai mà tham lam cái cả. Tôi tin rằng như vậy. Cho nên bốn ý chúng tôi nói trao đổi và muốn góp ý vậy chỉ như vậy. Nhân đây ý thứ năm là tôi ý cuối cùng tôi nói này, có anh Hùng đây thì tôi cũng xin thông báo thế này, thành phố Thủ Đức thì đã chuyên biệt thế rồi, nhưng mà hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ thay tên vào dịp đầu năm cùng với lại khả năng ở đây là sẽ sau Tết sẽ có cái cuộc như vậy, và đồng thời thì chỗ cô Thủy cũng đã có ý kiến là anh để đợi ý kiến để thường trực trên này cho anh Hùng, cô Thủy bàn xin ý kiến chỗ Trung Minh, thế sau là làm họp lại tổng kết, thế rồi công bố ra mắt hội đồng thành phố Thủ Đức, thế thì sau đó rồi thì mới ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp Thủ Đức, là sau đó thì nên rồi mới làm được. Thế thì nhưng dù sao nữa thì chúng ta vẫn là con một nhà, nói với Hùng, với Vân, với cạnh đấy, chúng tôi vẫn cùng ngồi với cạnh cho nó vui, mà nếu mà ngồi nhẹ nó buồn. Nhân đây cũng đề nghị anh Hào là người ở quận tôi đúng không, nhưng mà anh chưa bao giờ đến với bà con, thế đề nghị anh tới đây đến mặt gặp bà con, người ta biết mặt biết tên chúng tôi, anh nó bảo anh bận, xin nói là không ai bận bằng Chu Minh, nhưng Chu Minh vẫn đến được một số nơi, thế thì chúng ta cố gắng. Nói nhiều tuổi thì tôi cũng rất nhiều tuổi, tôi cứ xử làm bé với anh thôi, tôi năm nay 65 tuổi rồi. Chú Minh bảo anh có cách làm sao trẻ thế, 23 năm nhìn anh vẫn thế. Tôi bảo có gì đâu, ngày bú hai quả dừa với cứ uống cái gì cần uống, có phải uống gì em cũng uống rượu rồi em uống rồi, nhưng anh uống thứ mà anh uống nó cũng từ trẻ 65 tuổi, năm nay 66 tuổi rồi đấy à. Thế cảm ơn nhé. Thì sau đây mình tổ chức gọi là chủ trì ở bên Thủ Đức nhỉ? Không phải cái này nhé, cái này là đã có chủ trương rồi. Sáng nay cô Thủy cũng nói là tối nay cô Thủy đến đây mà, đúng không?
sáng cô Thủy cũng điện với tôi rồi là tình hình như thế để anh nắm tình như thế, anh có nói thế chắc là thế. Chắc là về thời gian thì mình sẽ sau thế tốt sau mà em rất là cảm ơn cái kinh nghiệm của anh em bên như anh Nguyễn Tuấn và anh bên Thủ Đức đã cùng anh em tạo ra cái hiệu quả rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thì Vâng. Có anh Vân là tổng đốc đúng không? Thì chắc nhờ anh Vân có ý kiến về cái kết nối với anh Phú, anh nghĩ rất là hay đấy. Là anh. Hay cả là Phú với anh Vân. Thì thực ra đó ở đây anh em mình cũng đã có những cái thời gian làm việc với nhau và dùng nhau nhiều rồi, biết nhau tôi nghĩ là nó đủ, nhưng mà nó nằm ở cái chỗ là như này này, cái câu chuyện chúng ta nói về cung và cầu thì trong nhận thức ấy, thì chúng ta biết là trong nhóm anh em mình ngồi đây thì mỗi một người thì nó mang theo một cái ngành nghề, cái phạm vi mình hoạt động, nhưng mà mình để như vậy với 100 con người thì nó là 100 cái hướng nó khác nhau đúng không ạ? Thế thì cái từ ý của chỗ Phú nói hồi nãy cộng với chỗ Nhân nói là mình đoàn kết, thì mình nói mình đoàn kết, cái câu chuyện mà mình nói đoàn kết, mình kêu gọi đoàn kết, thì cái từ đoàn kết nó phải được hành động như thế nào mới gọi là đoàn kết, và đoàn kết thì nó liên kết, vậy thì ai liên kết với ai, liên kết cái gì, liên kết như thế nào, ai là người chủ trì cho câu chuyện liên kết đó một cách tổng thể, hay là liên kết ở trong từng cái phạm vi nào đó mang tính tương đồng. Thì nói ví dụ nãy Hào nói là Hiền Lan tới đây có những cái dự án như thế, thì nếu mà nói về cái năng lực về MB, về thi công ABCD gì đó thì một mình ông BNI không đủ, thì ông Đại Phong với ông Cô Tách hay là Đại Khái được lấy trong cái hệ sinh thái ở đâu đó có tính liên kết và nó có sự tương đồng về mặt năng lực, về mặt chuyên môn, về mặt nghiệp vụ, quản trị, đúng không ạ? Thì như vậy á, bây giờ mình đặt ra một câu hỏi là trong 100 thành viên mình đang ngồi đây, nếu mình chia ra rất để có tính tương đồng, thì ai là người đứng ra để chủ trì cho các cái lúc đó để nó tương quan với một sự tương đồng, để nó phát huy được những cái điều mà mình đánh trong và mình đánh ngoài. Đây giống như Phú nói là bây giờ là cái đề hai ngày Phú có nhắn tin cho mình hỏi là nó Phú cũng nói là câu chuyện trí thông minh nhân tạo, thì thực ra bên này là mình làm về công nghệ, về automation trong sản xuất là chứ, trong sản xuất là chứ. Thì mấy cái thông tin mà Phú đưa thì trong đấy mình thấy là 3-4 nhà cung cấp là mình nói về cái ta rồi, mình biết câu chuyện đó rồi. Thì khi mình nhìn vào cái chỗ đó thì mình biết, nhưng mà các anh em ngồi với nhau đây thì hiểu rằng là có bao nhiêu người biết rằng những cái hoạt động của VMS nó tương quan như thế nào với thị trường đầu cuối để mà cùng họ ta với nhau, ví dụ thế, chung với nhau về tệp khách hàng, chung với nhau về mặt thị trường. Thế thì chúng ta cứ nói như 100 người, 100 doanh nghiệp, lên 150 hay 200, mà cứ mỗi người vẫn theo một cái sự đơn lẻ và mục tiêu, thì chắc chắn bài cái câu chuyện mà anh Ngân hay là Phú nói, nó vẫn chỉ là nói mà thôi. Thế là một múa, thì bây giờ mình sẽ nói là một cái tên. Vậy là một cái tên, hay là các team khác nhau, theo từng cái mục tiêu. Ví dụ như bất động sản, ví dụ như M&A, ví dụ như BNI, ví dụ như ABCD gì đó, kinh doanh thương mại, ABCD gì đó, logistics, các cái nhóm. Thì từ những cái nhóm như vậy thì sẽ có một nhân vật hạt nhân chủ chốt. Thì khi có cái chủ chốt đó rồi thì mình tương quan với nhau. Nhóm thi công điện thấy mình cái nhóm dùng bên này ông chuyên về công nghệ sản xuất ABD gì đó, ông hùng ông thi công cho cái nhóm các cái nhà máy sản xuất thức ăn xúc hay ABC gì đó, thì cái này là ông bên này mà ông mà nhảy qua đây là đã quá được nhiều lắm á, đúng không? Đấy thì tất cả những câu chuyện như vậy, thực ra trong kinh doanh ấy, thông tin nó là chìa khóa, nhưng ai nắm được chìa khóa nhưng có biết mở không,
câu chuyện quản trị thông tin à, thì cái này là nó không khó, nhưng vấn đề là ai có tay vào làm, ở lớp trẻ làm hay lớp già thì tôi làm không à, đúng không, hay là các bạn mới vào mới làm. Thì tất nhiên câu chuyện này ấy, thì vừa rồi là anh Hùng cũng bận, chứ Hùng rất là tâm huyết anh em, nhưng mà có cái lần năm vừa rồi cũng có những cái điểm, cho nên là về mặt cá nhân cũng như là về mặt hoạt động chung à, thì theo sát với anh em chưa hết, nhưng mà bây giờ cũng rất là mong muốn và mong mỏi cho anh em trong cái tầm trên dưới 30, dưới 40 nó đang rất là sung à, thì nên thắt over những cái hướng đó. Bây giờ mình define cái nhóm của mình 100 này ra đi, chia làm 10 nhóm hay là 5 nhóm hay là 3 nhóm à, để trust với nhau về mặt thông tin, về mặt dữ liệu, về mặt năng lực ABCD gì đó, rồi hình thành một cái profile, là profile chung. Nhưng thực ra nếu mình hình thành một cái profile chung thì rất là loạn, bởi vì ta nhìn con nó bị phân tâm hết rồi à, cho nên một phần rất là nhóm rồi. Thì hồi đầu chúng mình nó làm đó, ví dụ như bán bất động sản ABCD gì đó, thực ra tất cả về mặt nhận thức đó, trong câu lạc bộ mình đã có những cái vô cái này, những cái bánh cổ thì có điều thì có. Đầu đó cái mức độ xúc tiến nó chưa mạnh, đây là người hai bên này này chưa có. Ví dụ có rồi, anh có cho kỹ thuật rồi mà bằng bữa này không có đâu, về chơi anh có cho kỹ thuật rồi đó, thì tức là nhận thức chủ động để làm việc với nhau cái chuyện đó. Thì thực ra ba ông này khi mà năm ngoái là VMS xây cái kho mà tôi kêu có ông, mỗi ông làm thử tại vì cái ông này cái này cái kia làm được, tức là đúng không, tức là những cái khía cạnh như vậy thì phải có một cái bàn tay về ông này để tổ chức à, thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là nó rất là thiết thực trong cái câu chuyện mà mình đi đánh ngoài đánh trong. Mình phải hiểu khi tôi gặp một đối tượng nào đó, tôi biết ở chỗ này là khách hàng cho cái nhóm của bên này này, khi tôi đi gặp cái chỗ này thì tôi biết là cái nhóm này cho các cái khu vực mà xây dựng, ví dụ thế. Rồi khi tôi gặp các cái chỗ này thì tôi biết là quả cám từ rượu bia, ví dụ tôi thấy cái ly trust wine này tôi thấy khoái à, tôi thích wine thì tôi sẽ kiếm bạn tôi ủng hộ cho ông bán rượu, ví dụ thế. Tức là tất cả những cái chuyện như vậy thì mình phải có cái bàn tay của cái chuyện tổ chức. Thì bây giờ thấy mình cũng rất là năng động, mình cũng nằm trong những cái tổ chức khá là lớn trong cái gì đó, cái nghiệp gì đó, chỗ anh đang theo ở Việt Nam đúng không? Thì những cái hoạt động như vậy thì ok, mình xem lại trong này xem sao đó để mình phát huy được cái năng lực bên trong của mình, mà mình tạo ra cái nội lực để có thể mình kết nối được với nhau. Anh rất là cảm ơn Vân. Tôi rất thích giới thiệu, tôi là Yuta, tôi là viên chức của câu lạc bộ mình. Thì hôm nay là đầu tiên tham dự cái buổi mình gọi là họp mặt cuối năm đi, nhưng mà ở đây cũng có những thông tin rất là hay thì tôi muốn chia sẻ. Thì trước tiên là xin phép cho tôi cảm ơn tất cả các chị đã nghe. À, hiện tại thì như hồi nãy giờ tôi nghe lắng nghe từ đầu tới cuối thì tôi thấy có một số cái vấn đề như thế này, như là Phú cũng có điều yếu nó tập hợp lại giao cho một đơn vị, nhưng mà tôi rất là đồng ý với ý kiến của anh Hào đưa ra là nói gì thì nói, họ Dương, họ Lê hay là họ Nguyễn không quan trọng, đã là một chủ đầu tư thì người ta sẽ còn xem xét trên cái phương tiện là cái năng lực quan thế nào đây. Như tôi thì chúng tôi sẽ xuất tiền ra, thì ở đây chắc là tôi là đơn vị xuất khẩu khoảng 60-40% đi nước ngoài. Thì nói gì thì nói, mình phải có cái là đường cái, nói chung là sau lưng mình phải có giàu, nghĩa là người ta muốn cái gì mình có đó, chứ không thể nào nói là đứng một cái đơn vị đứng ra tập hợp lại nhận cái trận cái thầu đó và giao cho đơn vị khác thì rất là khó. Thì đầu tiên là cái đơn vị đó phải có cái gì ra, anh có ISO chưa, hoặc là anh có anh thể có những chứng chỉ đạt được chủ tế chưa, tại vì những chuẩn bị đầu tư thứ cấp bây giờ Việt Nam mình đang đón đầu cái nguồn chiến dịch từ Trung Quốc qua Việt Nam thì tất cả nó phải có chứng chỉ, chứ còn nếu không có chứng chỉ thì mình không nói được chuyện gì hết. Kể cả như tôi muốn đầu tư một nước ngoài một cái đơn vị mà để xây dựng một cái cơ sở hạ tầng cho bên đây, thì bản thân tôi là Việt Nam nhưng mà tôi cũng phải hỏi cái đơn vị đó nó có được chứng chỉ rồi, thì phải là có chưa, có
có nghĩa là anh phải có những cái tham khảo nào cho tôi biết. Chứ còn không thể nào mình nói hàng là mặc dù mình nói là mình có chống lưng visa ở chỗ nào đi, rồi mình thì có chống lưng đó, nhưng mà nó chỉ mình làm sao mình để bảo vệ uy tín của người ta, của tập đoàn làm hơn là mình đứng ra mình nhận rồi mình đâu chia ra thì nó lại là rất việc. Ở đây thì tôi chia sẻ thêm một cái việc là mình đang xoáy vòng trong cái chuyện là mình làm ở những nước, nhưng mà thực tế thì tôi được cái cơ hội tôi đi làm những nước nước ngoài rất là nhiều, và những cái nước mà mình thấy thể nói là thua xa Việt Nam, những cái nước mà bây giờ người ta khoai sáng ăn sáng bằng khoai mì là tôi đến những nước đó rồi, thì cơ hội ở những nước đó rất là nhiều chứ không phải ở Việt Nam mình như bây giờ. Và những doanh nghiệp sau khi bây giờ tôi biết là tất cả người ta bắt đầu xài Trung Quốc, có cái sản phẩm của Made in China đặt ông ý trước đây tôi là sản phẩm của tôi thì người ta không biết, nhưng mà tất cả hầu hết dù sản phẩm riêng không có bên đây là hầu hết thế giới nó là khoảng 80% từ Thái Lan bây giờ người ta mua, còn lại là Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì thực tế là người ta bắt đầu chuyển qua sản phẩm của bên đây, có nghĩa là người ta nói là người ta không tin cái sản phẩm Trung Quốc nữa, tại vì cái hàng mẫu đưa ra và cái hàng thiệt đưa lại đưa cho hàng khác. Thì tôi nghĩ đó là một cơ hội của anh em ở đây, nếu mà mình serious mình đầu tư thì nên tập hợp lại và đầu tư một cách có bài bản, là mình phải thể hiện được cái năng lực thực tế của mình thế nào trước khi là mình nghĩ tới là mình lấy cái việc đó. Bản thân tôi cũng đã mất hết gần 5 năm để mà xây dựng những cái chứng chỉ. Bây giờ thì tôi đang muốn mua thịt Mỹ, nhưng mà bây giờ phải có cái chứng chỉ UL thì mình cũng chưa đạt được, tôi chưa biết nhiều máy mình nó chưa đạt. Thì nói gì nói, mình muốn đi vô những cái dự án lớn hay là đi ra bên ngoài thì mình phải có cái nhiệt đáp ứng những cái yêu cầu tối thiểu cho cái ngành nghề đó. Thì rất mong là hôm nay nếu mà các anh chị có cơ hội thì tôi sẽ chia sẻ những cái thị trường bên ngoài thêm, là những cái nước mà đang phát triển mà thua Việt Nam người ta cần cái gì, mình đã bước qua đó rồi. Thì thật sự là cái cơ hội nó rất là nhiều hơn là bây giờ mình cứ sống ở trong trong đây thôi. Thì rất mong là sẽ có một cái buổi nữa để mà mình gọi lại những cái em nào tâm huyết muốn vươn xa, có nghĩa là mình đi ra ngoài, thì nên tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi đã có được, điển hình như ví dụ như những cái nhà máy bây giờ nhà máy kết cấu thép thôi, Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà nhà máy kết cấu thép mà đạt được tiêu chuẩn để mà đi thì chắc không nhiều. Giống như anh Đà Nẵng của tôi là Đại Dũng ấy, thì anh đang là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam mà đang đầu tiên thế giới là lắp hai cái xe cầu ở Dubai. Thì mình không nghĩ tới mình cái quy mô như vậy, nhưng mà mình phải có những tiêu chuẩn đạt được thì lúc đó thì cơ hội đi ra ngoài sẽ không có. Giá thành thì tôi nói là sẽ còn tương tự, người ta chấp nhận mua hàng Việt Nam giá cao hơn Trung Quốc, giá cao Trung Quốc là được, nhưng mà người mình đưa ra những chất lượng mình phải cam kết như thế nào đó mình phải nói. Rồi, tôi xin hết.